Hello, xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với cửa hàng di động Thành Phú nha. Sáng hôm nay chị em cũng lên nhanh một video để giới thiệu những dòng sản phẩm bên cửa hàng bên em. Ngày hôm nay chị em về đem được 4 cái lô hàng mới thì em cũng sẽ báo giá trong cái video này luôn nha. Đầu tiên em xin nói nhanh về cái hình thức mua bán bên em. Bên em là cửa hàng Thành Phú chuyên điện thoại giá rẻ và linh phụ kiện. Facebook bên em thì sử dụng bằng trang fanpage tên là Di động Thành Phú, đang có 18.000 thì người theo dõi nha. Số điện thoại liên hệ mua hàng bên em đó là 0971172105. Thì để tránh những trường hợp nhầm máy cũng như là lừa đảo mạo danh cửa hàng bên em thì bên em chỉ sử dụng duy nhất một số điện thoại thôi nha. Chế độ bảo hành hàng hóa bên em khi bán ra thì sẽ là 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng nếu máy lỗi từ nhà sản xuất. Đặc biệt thì phần mềm bên em sẽ bảo hành là trọn đời máy và bên em có gửi hàng toàn quốc với 40.000 viện phí vận chuyển nha. Và để tránh những cái trường hợp cũng như là bom hàng như thế này thì bên em sẽ nhận cọc trước đó là 50.000 hoặc 100.000. Thì đây là những cái đơn hàng bị bom hàng ở bên bưu điện. Thì bên em đã hoàn về đến đây rồi đây. Đấy, đây là những cái đơn hàng bị bom nha mọi người nha. Thì ở đây thì để tránh những cái trường hợp bom hàng như thế này nè thì bên em sẽ nhận cọc trước đó là 50.000 hoặc 100.000. Mọi người hay hỏi tại sao mà một gửi hàng đi xa mà phải nhận cọc. Mình là cửa hàng uy tín, mình bán hàng ra thì mình không lo lắng gì hết, mà tại sao phải nhận cọc? Đó là để tránh những cái trường hợp như thế này nè mọi người. Đây là những cái trường hợp mà khách hàng chỉ đặt hàng thôi mà khi hàng đến người ta sẽ không nhận, hoặc là gọi điện người ta sẽ không nghe, người ta sẽ bom hàng về. Hoặc một số cửa hàng cạnh tranh không lành mạnh người ta hay phá mình là như vậy mọi người. Cho nên bắt buộc em phải nhận cọc là lý do như vậy nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào luôn những dòng sản phẩm của ngày hôm nay. Chị không làm mất thời gian của mọi người đâu, hôm nay thì em sẽ lên cho mọi người một cái chương trình khuyến mãi sạc nha. Thì ngày hôm nay tất cả các đơn hàng sạc bên em sẽ được đồng giá. Đây là sạc chính hãng thì bên em sẽ đồng giá cho mọi người nha. Thì sạc bên em cái dòng sạc nhanh thì bên em hiện tại đang có 3 mã sạc. Đó là mã sạc Samsung 18W nè, mã sạc 12W của iPhone. Dòng này thì nó áp dụng cho từ iPhone 8 trở xuống nha mọi người nha. Nó áp dụng cho từ iPhone 8 trở xuống. Đấy. Mã sạc 18W với 12W nha mọi người nha. Còn mã 18W thì đa số nó sẽ tích hợp trên XS trở lên. Đấy. Mã sạc 12W nè, mã sạc iPhone thì bên trong nó sẽ gồm có một bộ sạc cáp. Đây là sạc Việt Nam nha mọi người nha, sạc chính hãng Việt Nam. Đấy. Một bộ Aromax của iPhone nha mọi người nha. Tiếp theo nữa cũng sẽ là một bộ Aromax của công ty Aromax. Thì bên sạc nhanh của Samsung, bộ này là 18W thì nó cũng có cốc sạc và cáp sạc nha. Tiếp đến thì mình sẽ có lượt sạc Mi. Đây là sạc Xiaomi 33W. Và đặc biệt thì bên em đồng giá 3 bộ sạc chỉ có 90.000 thôi. Tức là 40.000 một bộ nha, chứ không phải là 3 bộ hay là 90.000 là chết em luôn. Bên em đang có chương trình khuyến mãi là đồng giá là sẽ 3 bộ sạc. Như mọi người thấy là bên em hay có những cái chương trình khuyến mãi đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng. Thì chương trình ngày hôm nay thì nó sẽ là phổ biến cho mọi người là tất cả cái dòng sạc phụ kiện bên em. Sạc này thì bên em là sạc nhanh là ngoài nha mọi người nha, 3 bộ này đều là sạc nhanh hết nha. Chỉ có sạc iPhone nữa là sạc chuẩn thôi. Sạc của nó là 12W. Sạc Xiaomi thì bên trong nó vẫn sẽ có một cốc sạc và một cáp sạc nha. Bộ này là bộ 33W nha mọi người nha. Hàng Mi này thì nó sẽ tương thích với các dòng như là Realme, Redmi và dòng Vivo và Oppo nha mọi người nha. Nó sẽ tương thích được 4 dòng máy, 4 cái hãng máy như vậy. Đấy. Cốc của nó đây, cốc khá là to, cốc 33W. Kèm theo đó là một dây cáp sạc nha. Đấy. Đồng giá là chỉ có 90.000 thôi, nói chung là bộ nào cũng 90.000 hết. Và đặc biệt chương trình này thì em không kèm khuyến mãi miễn phí vận chuyển nha. Quý khách hàng mua hàng thì tự trả phí vận chuyển giúp em. Thì phí vận chuyển thì sẽ rơi vào khoảng tầm 20 mấy ngàn á. Nói chung là gửi bằng cái phụ kiện bộ sạc này thì cái gói hàng nó cũng nhỏ, cho nên nó cũng nhẹ nữa, cho nên là cái phí vận chuyển nó khoảng tầm 28-29 ngàn vậy. Em hay gửi là nó khoảng tầm đấy 28-29 ngàn. Thì quý khách hàng mua thì có thể là tự trả phí giùm em. Tại vì đây là chương trình khuyến mãi rồi cho nên em không có miễn phí vận chuyển thêm được nha. Tiếp đến thì mình sẽ đến với cái dòng Redmi 10T. Đây là một dòng máy Redmi 10T bên em. Thì dòng này thì bên trong phụ kiện nó không có sạc cáp gì đâu mọi người. Đây là những cái dòng máy nhà máy Nhật thì nó không có phụ kiện sạc cáp gì đâu. Bên em sẽ tặng kèm một cái bộ sạc 33W như thế này nha. Tặng kèm một bộ sạc 33W như thế này. Mức giá máy bên em hiện tại nó sẽ là 2.650.000. Redmi Note 10T thì nó sẽ có 2 mã màu. Em sẽ lấy luôn cái mã màu kia rồi em sẽ quay tiếp cho mọi người xem nha. Đây là cái mã màu còn lại. Thì phụ kiện mọi người lưu ý giúp em là bên trong này nha. Em có tặng kèm trong bên trong hãng nó sẽ có tặng kèm đó là một que lấy sim và một chiếc ốp lưng trong này nha. Dòng Redmi 10T bên em nó là máy mới hoàn toàn. Mà tại sao mọi người hay hỏi là máy mới mà nó không có siêu viền xung quanh á, là tại vì dòng này nó về nó sẽ mặc định nó sẽ không có tiếng Việt đâu. Bên em sẽ phải bóc siêu ra, bên em sẽ kích hoạt và chạy luôn cái tiếng Việt vào cho mọi người luôn. Còn máy này là máy mới nguyên zin 100% nha. Tất cả những cái app gì mọi người sử dụng là hoạt động ok hết. Ở đây nó sẽ có hai mã màu này, mã màu xanh cũng như là mã màu xám. Cái dòng Redmi 10T đợt này bên em nó rất là ít hàng nha mọi người, rất là ít hàng. Sáng này cũng chia được cho một số cửa hàng rồi. Ở đây chỉ còn có một vài máy thôi. Có màu xanh và màu xám nè, đây là hai mã màu. Đấy, hai mã màu của nó. Dòng này thì đặc biệt được cái là nó sẽ sử dụng cho mình là hai sim nha mọi người nha. Sẽ sử dụng là hai sim, nó ngon hơn cái dòng mà GE thì nó chỉ có một sim thôi. Nhưng mà về chức năng cũng như cấu hình của nó gần như là tương đồng nhau nha mọi người nha. Gần như là tương đồng nhau. Những dòng này á, thì đặc biệt nó sẽ có chuẩn kháng nước cho mọi người luôn, tức là mình có thể là bao thả nước luôn. Ở đây khi cái thông số trên hãng á, dòng này thì nó chuẩn IP68 cho nên là mọi người có thể là rớt nước ở cái độ sâu khoảng dưới 5 m là ok, từ 5 m trở lại là ok. Nhưng mà thực chất thì em vẫn không khuyến khích mọi người thả vào nước để mình thử đâu, tại vì khi thả nước là những cái lỗ chân mít nè, chân sạc nè, chân màng loa nè, chắc chắn nó sẽ vào nước. Đồng ý thì con máy nó sẽ không chết, nhưng mà những cái tác vụ, những cái phụ kiện này nè, qua một thời gian thì chắc chắn nó sẽ xảy ra một cái tình trạng gọi là tình trạng lỗi, chắc chắn 100% luôn. Đấy. Dòng này thì bên em bán ra thì sẽ bảo hành cho mọi người là 1 năm nha mọi người nha, bảo hành 1 năm. Dòng này thì màn hình của nó khá là to, màn hình lên đến 6.5 inch, độ phân giải của nó sẽ là được là Full HD cộng nha mọi người nha, Full HD cộng. Đấy. Mình sẽ vào phần giới thiệu điện thoại nè, trong này thì sẽ gần như đủ thông tin hết nha. Đấy. Redmi Note 10T nè. RAM của nó thì nó sẽ là RAM 4, bộ nhớ của nó sẽ là 64GB nha mọi người nha, RAM 4, bộ nhớ 64. RAM này nó sẽ cộng cho mình khoảng tầm 1GB RAM ảo. Chip của nó sẽ là chip Snapdragon 480 nha mọi người nha, chip Snapdragon 480. Redmi Note 10T. Đấy. Trong này thì nó gần như là đầy đủ thông số hết, giống như là chip này Snapdragon 8 nhân nè. Đấy. Bộ nhớ sẽ là 120, bộ nhớ sẽ là 64GB. Chỉ có 2.650.000 thôi. Dòng này thì hiện tại bên em bán ra cho mọi người thì sẽ được bảo hành, mọi người sẽ được bảo hành nha, bảo hành là 1 năm. Và dòng này được là cái khung camera phía sau mọi người thấy là nó rất là đẹp nha. Nó sẽ in một cái dòng là Redmi 5G này, thì dòng này nó hỗ trợ 5G cho nên nó in cái logo 5G lên đây luôn. Phía sau nó sẽ gồm có 2 camera này, camera chính thì nó sẽ là 48 megapixel nha, nó sẽ có khẩu độ rộng đầy đủ nha mọi người nha. Mình sẽ test luôn camera nè. Đây như mọi người thấy là camera của nó rất là đẹp nha, nói chung là khá là nét đấy. Còn đây sẽ là mức ở camera trước. Đấy. Camera trước thì theo em đánh giá thì nó nằm ở cái mức này gọi là tầm khá thôi, chứ không gọi là quá cao, tầm khá thôi. Nhưng mà camera sau thì cũng khá là ok nha mọi người nha, camera sau khá là ok. Pin dòng này sẽ được là 5.000, nói chung là dòng này nó sẽ siêu tiết kiệm pin cho mọi người luôn. Nó sẽ hỗ trợ đầy đủ chức năng, nói chung là mọi người lướt Facebook, Zalo, TikTok này kia nọ, hoặc là kể cả chơi game, hoặc là những thời gian rảnh mình vào mình chơi game á, thì những cái tác vụ cơ bản này lâu lâu mình sử dụng thì mình 1 ngày là thoải mái luôn. Tại vì cái dòng Redmi và Realme á, thì như mọi người biết thì cái dòng này nó tiết kiệm pin khá là nhiều ấy. Theo em thấy là tiết kiệm pin rất là nhiều luôn cho hai cái dòng này. Thì với mức giá chỉ có 2.650.000 thôi, thì em nghĩ là những cái dòng này và những cái dòng CE thì nên chọn là những cái mức giá mà nó khá là hợp lý. Thứ nhất là nó được 5G, thứ hai nữa là nó là máy mới hoàn toàn, thứ ba nữa là mình sẽ được bảo hành 1 năm, thứ tư nữa là nó chuẩn kháng nước IP86 luôn, cho nên là mình cứ yên tâm, mình bao thả nước dưới 5 m mà mọi người. Đấy. Nhưng mà thực chất là không khuyến khích thôi, chứ còn thực chất cái dòng này khi bên hãng người ta đưa ra là người ta đã bao thả nước cho mình rồi. Tiếp đến như mọi người thấy một cái lô hàng mới bên em về nữa, đó là cái dòng camera an ninh. Thì camera an ninh thì hiện tại bây giờ nó khá là sốt luôn mọi người, dòng camera an ninh này hình như là 10 nhà là hết 7-8 nhà là đã có cài đặt camera an ninh rồi. Dòng này thì mình tích hợp qua điện thoại, tức là mình có thể ra khỏi nhà mình có thể bật về mình xem được. Nó sẽ có đàm thoại 2 chiều cho mình luôn, tức là mình có thể nói trên điện thoại để nó qua camera, hoặc là mình nói vào camera để nó qua bên điện thoại. Tức là giữa hai người, một người ở nhà và một người ở ngoài ấy. Đấy, đàm thoại vào. Ví dụ như là mình đi xa mà mình thấy ở nhà có tiếng động thì mình có thể bật lên mình xem ở nhà có tình trạng như thế nào, có ai vào hay không. Và nó sẽ có nhiều cái chế độ, dòng này nó sẽ có nhiều cái chế độ như là còi báo động khi phát hiện chuyển động nè, còi báo động khi phát hiện người á. Đấy, còi báo động nè. Rồi theo nó sẽ quay theo cái chuyển động, tức là có một con người đi qua thì nó sẽ quay theo. Dòng này nó quay tới 360 độ lần nha mọi người nha. Cho nên nó sẽ quay theo cái chuyển động, tức là nó sẽ thấy người đi qua nó sẽ quay theo. Nó rất là nhiều cái chế độ cài đặt, thì mọi người tùy vào cái chế độ mình cài đặt thôi. Dòng này là camera trong nhà nha, nó không có thể là để ở ngoài mưa, được ngoài gió được nha mọi người nha. Đây là camera trong nhà thôi. Để mưa coi như là mưa nhẹ nhẹ thôi, chứ còn như thực chất mà dòng này mà để ngoài mưa xuyên suốt giống như dòng camera ngoài trời thì nó sẽ hư ngay. Đấy. Dòng này là EZVIC, dòng này bên em thì nó sẽ là 4 mê nha mọi người nha. Độ phân giải của nó sẽ được là 2K những cái video cũng như là những cái chương trình hướng dẫn mà để cài đặt cái dòng này thì bên em cũng đã có lên nhiều video rồi. Quý khách hàng nếu như mua hàng mà chưa biết cài đặt ấy, thì bên em sẽ hướng dẫn cho mọi người, và trong này nó sẽ có thêm một cái hướng dẫn nữa nha. Dòng này thì bên em hiện tại đang bán ra chỉ mức giá là 750.000 thôi, và mọi người sẽ được tặng kèm theo một cái thẻ nhớ đó là 64GB, tính ra là nó sẽ rẻ hơn đợt trước lên đến là khoảng tầm 100.000, nó sẽ rẻ hơn khoảng là 100.000 nha. Thẻ nhớ là bên em sẽ tặng thẻ nhớ 64GB cho cái thời điểm hiện tại nha mọi người nha. Thẻ nhớ 64GB với mức giá chỉ có 750 thôi. Dòng này về kết nối rất là đơn giản luôn, em đã có rất là nhiều video rồi nha mọi người nha. Kết nối rất là đơn giản. Em sẽ khui nó luôn một cái nha. Dòng này thì kích hoạt của nó cũng khá là đơn giản luôn. Nếu như mọi người về ví dụ như là mình chỉ muốn kết nối một phát một qua điện thoại thôi thì bên em sẽ cập nhật sẵn cho mọi người, tức là bên em sẽ kích hoạt sẵn cái dòng này lên, bên em sẽ tự bóc siêu ra kích hoạt sẵn. Về mọi người chỉ cần là kết nối về cái app trên điện thoại của mình và sau đó là mình quét cái mã trực tiếp về là được. Đấy, mã thì khi mà tụi em kích hoạt thì em sẽ để mã lên trên phần đầu cho mọi người luôn để mình về mình dễ kích hoạt nha. Bên trong nó sẽ gồm có một cái hộp này. Trong hộp này thì nó sẽ gồm có là sạc cáp, đấy, một cốc cáp sạc và những con vít để cho mình có thể là khoan vào trong tường nha mọi người nha, tức là mình khoan vào trong tường ấy, đấy, những con vít. Tiếp đến thì nó sẽ là sách hướng dẫn. Đây là cái mã QR để cho mình quét cái app, quét trực tiếp cái camera này vào trong cái điện thoại nha. Còn đây thì sẽ là cái camera, đây sẽ là camera bên mình nha, đấy. Khi mọi người ở đây thì nó sẽ gồm có là cái khai thẻ nhớ ở đây. Đây, khai thẻ nhớ ở đây nha mọi người nha. Và nó sẽ có một cái nút nguồn ở đây, cái nút reset á. Khi mình quên mật khẩu hay là quên gì đấy thì mình sẽ bấm vào nút reset này. Đấy. Camera ở đây. Dòng này xoay 360 nha mọi người nha. Dắt sạc. Còn đây là cái, mình có thể kết nối trực tiếp với wifi. Còn nếu mà ở xa thì mình gắn xa cục wifi thì mình có thể bắt bộ wifi qua cái sóng wifi nha mọi người nha. Với bắt giống như điện thoại thôi. Cái độ xa của nó thì khoảng tầm 20 m nha mọi người nha, 20 m cho wifi. Với mức giá chỉ có 750.000 thôi nha mọi người nha. Thì tiếp đến thì những cái dòng wifi camera thì mình như em vừa giới thiệu rồi. Tiếp đến mình sẽ về với điện thoại. Thì điện thoại như mọi người thấy là 5S thì sáng ngày hôm nay em về tiếp được cái lô 5S nữa. 5S thì hiện tại bên em nó đang mức giá rất là rẻ, chỉ có 700.000 một máy thôi. Dòng 5S thì tần tật đều phải thay cam trước hết nha. Đấy. Cho nên là khi mình thấy cái cam trước nó hơi méo méo một tí mọi người, nó hơi méo méo một tí nhưng mà không sao ha. Nó vẫn hoạt động bình thường, nó hơi mờ mờ một tí thôi. Camera trước hiện tại bây giờ cái dòng 5S thì nó hơi mờ mờ một tí. Đấy. Nhưng mà bù lại là máy đẹp nha. 700.000 là mức giá máy trần. Nếu như quý khách hàng lấy thêm phụ kiện như là ốp lưng, cường lực, một bộ sạc cáp thì hỗ trợ giúp em là 100.000, chỉ có 800 thôi. Với 800.000 thì mọi người sở hữu một cái con này thì nó gọi là khá là ok hơn, tại vì mọi người biết sao, nó cũng ngang ngửa với một con máy trắng đen thôi. Nhưng mà thực chất á, thì nó sẽ nhiều chức năng hơn con máy trắng đen nhiều, như camera sau, camera trước hoạt động ok, gọi Facebook hoặc là lướt Facebook này kia nọ, lên mạng này kia nọ thì thoải mái luôn. Đấy, thì nó tiện hơn một con máy trắng đen rất là nhiều, nhưng mà mức giá của nó thì không chênh lệch nhiều so với một con máy trắng đen nha, chỉ có 700.000 thôi. Tất cả đều là bản màu vàng gold và màu bạc nha mọi người nha, nó chỉ có 2 mã màu thôi. Nếu như quý khách hàng đã có sử dụng iPhone rồi thì mình không cần lấy phụ kiện, mình chỉ lấy máy thôi thì chỉ có 700.000 thôi nha. Tiếp đến thì em có về được một cái lô máy Realme 10s nha mọi người nha. Dòng 10s này thì đợt vừa rồi về rất là nhiều, nhưng mà đợt này phải chia tùm lum tại cửa hàng mới có được một ít thôi mọi người. Đây là Realme 10s phiên bản 5G nha mọi người nha. Bên trong thì đầu tiên nó sẽ gồm có những phụ kiện như là ở đây thì bên trong này sẽ gồm có một chiếc ốp lưng nè. Đấy, một chiếc ốp lưng và một que lấy sim nha. Ốp lưng và que lấy sim này thì bên trong thì nó đã mặc định, thì bên hãng người ta đã có sẵn cho mình luôn rồi nha. Tiếp đến thì nó sẽ gồm có một bộ sạc cáp nè. Đấy, sạc này là sạc Super VOC 33W nha mọi người nha, tức là sạc nhanh đó, tại vì dòng này nó hỗ trợ sẽ là cho mình sẽ là sạc nhanh. Sạc này là sạc full box theo hộp của nó rồi. Tiếp đến thì sẽ là máy Realme 10S thì hiện tại bên em chỉ về được đúng một bảng màu này thôi nha mọi người nha. Đấy, đúng một bảng màu này thôi. Thì cái bảng màu này người ta gọi là cái bảng màu xanh dương, nhưng mà thực chất theo em thấy thì nó ngã về cái bảng màu tím nhạt là nhiều hơn nha mọi người nha. Bên hãng thì người ta báo vào màu xanh dương, tại vì cái này khi mình mọi người đi ngoài nắng thì mình sẽ thấy nó hiển thị màu xanh, nó gần như màu đa sắc ấy. Khi mình nghiêng với ánh đèn mình sẽ thấy nó đổi màu. Cái mã màu thì rất là đẹp. Đợt này đặc biệt là em chia được toàn là mã màu này hết nha. Realme 10s thì cấu hình nó rất là cao luôn, màn hình của nó thì cũng rất là to, màn hình đến 6.6 inch nha mọi người nha. Đấy. Độ phân giải của nó sẽ là Full HD cộng rồi. Cam sau của nó sẽ gồm có hai camera, camera chính thì nó sẽ lên là 50 megapixel và đặc biệt như mọi người thấy nó làm vào cái khung camera, nó không đánh tròn trong một cái khung ngoài nữa mà nó sẽ làm hai cái camera rời luôn. Mình nhìn cảm giác khá là đẹp. Thiết kế thì thiết kế vuông nha mọi người nha. Đây. Thiết kế vuông. Cảm biến vân tay thì tích hợp trong nút nguồn luôn nha. Dòng này thì nó khá là hợp lý, nói chung là dòng này thì theo em thấy từ thiết kế cho đến là cấu hình thì nó khá là cao. Dòng này khá là cao luôn. RAM thì của nó thì sẽ là RAM 8 và bộ nhớ sẽ là 256GB. Hiện tại bên em thì nó về chỉ có hàng zin thôi, thì nó sẽ là mức giá sẽ là 3.6 triệu, tức là nó sẽ rẻ hơn đợt trước là 100.000 nha. Đợt trước thì nó lên đến 3.7 triệu cho đến 3.9 triệu luôn nha mọi người. Đây giới thiệu về thiết bị nè. Realme 10s nè, bộ nhớ sẽ là 256GB. Con chip của nó sẽ là chip Dimensity 810. Đấy. Phiên bản RAM thì nó sẽ là RAM 8 cộng 8 thì tương đương khoảng nằm RAM 16GB, thì mình cứ cho nó là 8GB đi. Phiên bản Android của nó sẽ là 12 nè. Đấy. Nói chung là từ tất tần tật, từ chức năng này kia nọ thì em bao con này là khá là ok luôn. Về pin thì pin cũng sẽ được là 5.000, camera thì khỏi chê rồi, 50 megapixel. Và đây nó sẽ là cái mức ở camera trước nha. Đấy. Cam sau và cam trước. Khá là đẹp nha mọi người nha. Realme 10s dòng này thì pin 5.000, nói chung là về cấu hình cho đến về chức năng thì con này em thấy nó rất là mạnh trong cái phân khúc tầm giá từ 3 đến 4 triệu. Đấy, trên cái dòng Android nha. Realme em bao cho mọi người tất tần tật tất cả chức năng thì nó sẽ thoải mái trong vòng một ngày mà không sợ hết pin nha, thoải mái trong vòng một ngày luôn. Đấy, hai camera, cảm biến vân tay, nói chung là máy thì gần như là hàng mới luôn. Hàng này thì thực chất là nó chỉ có kiểu như là trưng bày nhẹ thôi mọi người. Phía trước thì bên em đã dán sẵn một cái tấm nền BBF rồi nha. Nếu như mọi người về mà thấy cái tấm nền BBF nó hơi xước xước như thế này nè, nó không đẹp á, thì mọi người có thể quyền bóc ra mà mình dán lại cái tấm cái nền khác nha. Tại vì thực chất bên em không có chuyên về đề cam. Còn dòng này thì rất là mạnh, rất là nhạy, màn hình của nó sẽ được là 90 Hz nha mọi người nha. Cho cái độ trễ của nó thì mình sẽ thấy nó rất là chậm. Đấy, nó không có một cái độ trễ luôn. Nó sẽ có nhiều cái chế độ ở đây mọi người. Chế độ chụp ảnh thì nó sẽ có nhiều cái chế độ ở đây. Mình có thể vào đây mình chọn nha. Realme 10s thì chỉ với mức giá chỉ có 3.600.000 thôi nha. Tiếp đến thì ở đây em có thu được của khách một cây iPhone 7 Plus bản 128GB. Cây này là hàng em thu được của khách nha mọi người nha. Cây này thì nó chỉ có mức giá là 2.850.000 thôi. Và tại sao có mức giá rẻ như vậy? Và với mức giá này thì mọi người sẽ được tặng kèm đó là một chiếc ốp lưng, một tấm cường lực nha mọi người nha, và một bộ sạc cáp nha. Và tại sao nó có mức giá rẻ như vậy mà trong khi là tình trạng máy đẹp nè, màn là đẹp keng nha. Đấy, lưng kể cả mặt sau luôn cũng đẹp keng, mà tại sao nó rẻ hơn những cái con kia lên đến là khoảng tầm 400.000. Để nó rẻ hơn như vậy thì ở đây em sẽ báo luôn cho mọi người tình trạng. Ở đây em sẽ vào phần tin nhắn đi nha. Đây mọi người thấy ở ngay qua để em dùng một cái bút đi ha. Đây mọi người thấy ngay đây nó sẽ có một cái đường đen nè mọi người. Đấy, ngay màn hình nè sẽ có một cái sọc đen nha. Đấy, ngay cái đầu chỗ cái nhĩ em chỉ nè, đó nó sẽ có một cái đường đen nè mọi người. Đấy, một cái đường đen nhỏ xíu xiu thôi. Cái này mình để ý thì mình mới thấy được, thực chất mà mình cài màn hình đen thì cũng không có để ý tới cái điểm này đâu mọi người. Ví dụ như mình cài màn hình tối đi ha. Đấy, mình cài màn hình tối thì cái điểm đó mình sẽ không thấy luôn nha. Đấy, mình sẽ không thấy được cái điểm đó luôn. Mình cài màn hình tối thì sử dụng là vô tư luôn, đâu có thấy được cái đó đâu. Nhưng mà ở đây em vẫn sẽ báo nha mọi người nha, vẫn sẽ báo tình trạng có sao em vẫn sẽ báo vậy nha. Con này là bị một đốm sọc đen nhỏ xí xi thôi. Cái này thì cũng không gọi là sọc đâu mọi người, nó chỉ có bị tí ti thôi. Cái này em bao cho mọi người là sẽ không lan nha. Nói chung là em sẽ bao cho mọi người là không lan. Đừng làm bể vỡ của em thôi, chứ còn thực chất trong quá trình sử dụng thì em sẽ bao cho mọi người là không lan 100%. Đấy, không lan 100% luôn nha. Một tí ti thôi mà nó giảm con máy lên đến 400.000. Đấy, thì nhưng mà chức năng của máy vẫn như vậy, màn hình vẫn đẹp như vậy nha. Đây chỉ có một tí ti ở đây thôi. Đấy, rẻ hơn 400.000 thì quý khách hàng vẫn có thể là cân nhắc được nha mọi người nha. Vẫn có thể là nên cân nhắc. Tại vì con này thì nó vẫn là máy quốc tế bản 128GB nè. Đấy, máy em vẫn sẽ bao cho mọi người là full chức năng nha. Full chức năng. Pin con này là pin thay mới 100% nha mọi người nha. Pin thay mới 100%. Đấy. vân tay vân đồ là hoạt động ok hết, từ camera này kia, nói chung là máy em sẽ bao một full 100% chức năng. Cái điểm trừ duy nhất là trong màn hình của nó có một kẻ đen nhỏ xí xí như thế này thôi. Đấy, 2.850.000 nha. Và sáng ngày hôm nay nữa thì cái dòng mà Samsung mà S20 FE thì bên em về được nguyên một lô S20 FE khá là nhiều. Thì giờ thì nó sẽ có thêm một mã màu nữa là mã màu xanh nữa nha mọi người nha. Mã màu xanh lá đây và mã màu xanh đen. Thì ở đây bên em đang bán ra với mức giá sẽ là 4.200.000 cho hai mã màu. Những cái con mà trầy xước cứng móp thì nó sẽ được giảm đi 300.000, tức là hàng trầy xước cứng móp ấy, hàng mà có móp móp như thế này nè. Đấy, tại vì cái đắp lưng này nó bằng nhựa nha, nó móp thì nó sẽ không bể, mà nó chỉ có móp thôi. Đấy, những còn những cái hàng đẹp mà khoảng tầm 98-99% thì bên em đang có mức giá sẽ là 4.200.000 nha mọi người nha. Đấy, Samsung S20 FE. Thì S20 FE thì mọi người cũng biết thì dòng này là dòng cấu hình 5G thì nó cũng khá là mạnh rồi, dòng này thì cực kỳ mạnh rồi. Camera sắc nét, pin trâu nữa, nói chung là hoạt động một ngày thì thoải mái luôn. Cái điểm trừ duy nhất của S20 FE thì nó chỉ có một sim thôi nha mọi người nha. Dòng này thì chỉ có đúng một sim thôi. Đấy, S20 FE. Em sẽ có hai mã màu đó là mã màu xanh lá và mã màu xanh đen nha. 4.200.000. Hàng này em vẫn sẽ bao cho mọi người là hàng zin và bên em sẽ bảo hành là 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng nha. Nói chung là trong cái thời gian bảo hành thì bên em sẽ đổi chứ không thay sửa nha, đổi chứ không sửa nha mọi người nha. Tiếp đến thì mình sẽ đến với một cái đơn hàng bị khách hàng ở Thái Bình bom. Đây là một cái khách hàng ở xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình. Anh này thì kiểu như là đặt một cây S21 Plus mà em gửi ra thì đến khi mà gần ra đến thì anh báo là không có nhận mọi người. Thực chất là khách hàng này mua máy cũ nhưng mà yêu cầu quá cao. Đấy, cho nên là anh không nhận, anh yêu cầu nó phải như mới luôn. Mua mà nhưng mà bên em thì bán là bán máy cũ, hàng này thì nó rẻ hơn hàng mới lên đến là 3-4 triệu đồng. Đấy, hàng mới mà S21 Plus bây giờ thì mọi người mua nếu như hàng mới trên thị trường bây giờ nó cũng phải rơi vào khoảng tầm 7 triệu 9, 7 triệu 8 gì đấy. Đó là hàng mới, hàng mới nguyên hộp ấy. Còn bên em bán hàng đã qua sử dụng mà, cho nên là làm sao mà có yêu cầu như hàng mới được. Em gửi đi mà ngày nào anh cũng gọi rồi anh yêu cầu như thế này, yêu cầu như thế kia thôi. Em nói nhưng mà yêu cầu như vậy thì chỉ có hàng mới thôi, nhiều khi là hàng mới cũng không thể đáp ứng được luôn. Đấy, đây hàng bên em gửi đi xa thì mọi người cứ yên tâm, từ Thái Bình gửi ra Thái Bình và bị Hoàng về bên em mà bên em vẫn rất là ok, tại vì hàng này em gói chống sốc rất là kỹ nha. Đầu tiên nó sẽ gồm có một bộ sạc nhanh 18W bên em tặng kèm nè. Tiếp đến thì sẽ gồm có một chiếc ốp lưng nè. Và tiếp cuối cùng nó sẽ là một chiếc máy nha. Đây là hàng Samsung S21 và hàng này thì bên em nó sẽ là hàng đã qua sử dụng, nhẹ nha. Và đặc biệt thì máy em sẽ bao cho mọi người là máy nguyên zin. Bên trong này em sẽ có tặng kèm một miếng dán màn hình nữa nha mọi người nha. Đây là một miếng dán màn hình của nó nữa. Đấy, Samsung S21. Con này thì là bản Mỹ nha. Em sẽ mở nguồn lên luôn nha. Bởi vậy nhiều lúc mà mình bán máy cũ á mọi người, nhưng mà có khách hàng á, thì người ta cũng thông cảm. Tại vì máy cũ thì nó sẽ có cái tình trạng giống như là xước xác hay là những cái tình trạng nó xấu đi. Đấy, cũng có nhiều khách hàng thông cảm, người ta hiểu ừ hàng cũ cái mức giá thành nó rẻ hơn như vậy thì bắt buộc cái tình trạng của nó thì sẽ không được như hàng mới được. Nhưng mà có nhiều khách hàng á, người ta mua hàng cũ nhưng mà người ta yêu cầu cái chất lượng và cái bề bên ngoài luôn. Chất lượng thì mình không nói đến rồi, chất lượng thì bên em bao rồi. Còn người ta yêu cầu cái bề ngoài nó giống như hàng mới luôn thì không thể nào được. Tại vì nếu như nó đã bên ngoài nó giống như hàng mới luôn thì nó sẽ bán hàng mới, chứ không thể nào nó bán hàng cũ giống như bên em được. Cây này thì hiện tại bên em bán ra chỉ có mức giá là 6.100.000 thôi. Và điểm trừ duy nhất của cây này đó là cái vành cam á, nó bị troxy một tí nha mọi người nha. Đây cái vành cam nó bị troxy một tí thôi. Đấy, cái này là cái vành xung quanh của cái cam, tại vì cái cam này là cái cam chống rung quang học á, khi mình quay phim mình lắc qua lắc lại nó sẽ quăng qua quăng lại á, cho nên là cái lớp mềm xung quanh đó, nó sẽ qua một thời gian sử dụng, khi mình quay phim chụp ảnh nhiều nó sẽ bị tróc. Cái dòng này thì nó áp dụng từ cái hàng S20 Plus trở lên là nó đã bị rồi. Đấy, trong quá trình sử dụng mà mình quay phim nhiều á, kiểu như là cái chống rung quang học này nó quay thì nó sẽ bị dần thì nó sẽ bị tróc cái xi ở cái phần này. Nói chung là con nào cũng bị, đa số những cái máy mà khách hàng hay dùng để quay phim hay là quay vlog này kia nọ thì sẽ biết được cái tình trạng này nha. Máy thì em vẫn sẽ bao cho mọi người là máy nguyên áp luôn, bản thì là bản Mỹ nha. Bản Mỹ thì sẽ chạy là 2 sim. Tình trạng thì như mọi người thấy là bên ngoài đây màn hình rất là đẹp, khung xương cũng đẹp luôn nha. Nắp lưng cũng đẹp luôn. Điểm trừ duy nhất là nó bị troxy một tí ở cái vành của camera thôi, nhưng mà cái này không ảnh hưởng gì đến chức năng của camera nha, không ảnh hưởng gì hết. Chỉ có giá là 6.100.000 thôi, S21 Plus nha. Thông tin điện thoại nè, S21 bản Mỹ. Phiên bản phần mềm thì bên em sẽ cập nhật lên Android 13 rồi nha. RAM, ROM và bộ nhớ. RAM thì sẽ là RAM 8+8, bộ nhớ sẽ là 128GB. Dòng này thì pin của nó thì cũng khá là cao, nói chung là cái dòng S21 này, S21 Plus này thì theo em trải nghiệm thì em thấy là cái pin của dòng này nó được ở 4800, nhưng thực chất thì nó rất là trâu bò luôn, rất là trâu bò. Bù lại thì cái màn hình của nó cũng tiêu tốn năng lượng khá là nhiều, tại vì cái màn hình của những dòng này nó là màn hình Dynamic AMOLED 2X, cho nên cái độ tiêu tốn năng lượng của nó cũng khá là nhiều. Nhưng mà pin 4800 mà em thấy con này nó xử lý cả ngày luôn á mọi người, xử lý cả ngày vô tư. Màn hình thì là 6.7 inch đấy, cũng tùy vào tác vụ, ví dụ như khách hàng chơi game thì nó sẽ mau hết hơn, mình sử dụng 4G nó sẽ mau hết hơn wifi, ví dụ là như vậy. Nói chung là nó có rất là nhiều cái độ tiêu tốn pin thì nó sẽ lệ thuộc vào rất là nhiều yếu tố đấy. Dòng này thì nó sẽ chạy Snapdragon 888, nói chung cái chip này là chip khá là mạnh rồi mọi người, khá là mạnh rồi. Bản này là bản Mỹ, được phân phối và bán chính thức tại thị trường Việt Nam nha mọi người nha. Đây là camera trước, nói chung camera dòng này thì không có gì phải chê rồi nha. Đây là camera sau, chỉ với mức giá chỉ có 6.1 triệu thôi, S21 Plus nha. Những cái dòng như là S10 này, S10 thì bên em đợt này về liên tục nha mọi người nha, S10 thì đợt này về liên tục luôn. S10 thì bên em nó là hàng khoảng tầm 97-98%. Hàng này thì em sẽ bao cho mọi người là men zin, màn zin hết, màn zin sáng đẹp, không lưu không ám, với mức giá chỉ có 3.6 triệu thôi. Bản Snapdragon 1 sim nha mọi người nha. Đấy, S10. Nếu như quý khách hàng mua về quay phim hay là mua về làm vlog, hay là những cái con này mua về sử dụng chơi game hay này kia nọ thì S10 nó đã hoạt động khá là mượt mà rồi. Đấy, mình không có cần lên những cái dòng đời cao, nếu như nhu cầu của mình không có quá nhiều thì mình nên chọn S10. Nói chung là bên em thì đủ mã dòng cho mọi người chọn từ thấp đến cao nha. Thì quý khách hàng ở xa nếu mà muốn mua hàng thì cứ chủ động liên hệ trực tiếp số điện thoại giúp em, đó là 0971 172 105. Và để tránh những trường hợp lừa đảo thì hiện tại đang có một số cửa hàng cũng như một số trung tâm đang mạo danh cửa hàng Thành Phú bên em để trao đến những phần quà cũng như những chương trình khuyến mãi cho khách hàng, thì đó chắc chắn sẽ là lừa đảo. Nếu như một trong những khách hàng bên em đang nhận được những cuộc gọi mà báo ở từ cửa hàng di động Thành Phú đang có cái tai nghe, đang có cái món đồ đó mà giá tiền triệu mà đang giảm chỉ còn có 100 mấy hay mấy chục ngàn vậy, thì cái đó là hoàn toàn lừa đảo 100% nha mọi người nha, lừa đảo 100%. Cho nên quý khách hàng nên sáng suốt trong cái quá trình mình mua hàng nha. Còn nếu như mọi người muốn không bị nhầm máy cứ gọi trực tiếp cho em, đó là 0971 172 105 từ 7:30 sáng cho đến 8:30 tối, lúc nào cũng gặp em hết nha. Đấy. Dạ rồi, em xin phép được kết thúc video trưa hôm nay ở đây. Mọi người để xem lại những video cũ bên em thì mình có thể bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để nhận được những thông báo cũng như là có thể xem lại những cái video trước của em nha.